xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thông tin bất động sản trên trang alocanho.sg.com tiếp tục review thực tế khu căn hộ Eco Green mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay tôi sẽ đi tham quan và đi sâu vào những cái dãy khu shop house tại dự án của Eco Green. Thì hôm nay là như thế các bạn ạ. Hiện tại tôi đang đứng trước và HR1 và lốc A của dự án Eco Green Sài Gòn. Đây là trước mặt ở đây. Đây phía bên kia ra đây là cái sảnh đi vào Lễ Tân. Còn phía đối diện thì là khu nhà điều hành dự án và nhà mẫu. Tại đây thì đang đặt căn hộ 3 phòng ngủ, căn hộ mẫu và sa bàn của dự án. Rồi đây, tôi đang đứng ngay khúc này đây. Thì cái shop house của dự án Eco Green Sài Gòn thì nó có chiều cao đó là hơn 10m, nó rơi vào 10,87m. Thiết kế là 2 tầng. Tầng 1 thì có chiều cao là 5,5m. Thì cái tầng 1 này ấy, thì là khách hàng có thể là thiết kế thêm là thêm cái tầng lửng để gia tăng thêm cái diện tích giảm sử dụng. Đây là cổng vào đây. Tôi đi vào cái dãy shop house. Đây là cái shop house tại phố Xuân Đế tòa HR1. Thì hiện tại là cái dãy shop house này thì cũng mới bàn giao thôi các bạn ạ, cho nên là những cái mặt hàng kinh doanh thì hiện tại bây giờ đang lác đác, bắt đầu là người ta đang vào để người ta thiết kế nội thất và người ta để kinh doanh. Thì đến trước mặt tôi đây thì đây là một cái shop đã đi vào hoạt động rồi cho cư dân. Đây là cái vỉa hè trên cái mặt shop đây các bạn. Ở đây là tôi đang đi vòng từ phía bên trong ở cái shop nhá, cái mặt sau nhá. Còn mặt đối diện bên kia thì đáp tôi sẽ đi vòng qua là cái phía mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh. Ở đây tôi đang đi vào cái mặt bên trong đây, mặt sau đây. Đây cho các bạn xem qua một cái số căn shop. Hiện tại là cái bàn giao bên này thì sẽ là bàn giao cơ bản, là bàn giao thô để cho khách hàng. Khách hàng khi mà nhận căn shop này thì khách hàng có thể là tự là thiết kế theo cái phong cách của mình hoặc là cái ngành hàng đặc thù của mình riêng, rất là thuận tiện. Khách hàng có thể thiết kế đây, đi thẳng vào trong này, cái vỉa hè đây. Thì diện tích shop house tại Eco Green thì nó có diện tích đâu đó rơi vào từ tầm 200m đến 400m. Có những căn có thể lên tới 600m nhưng mà là rất là ít. Đây thực tế đây. Một căn trong đây người ta đang thi công này, cái vách ngăn trên này. Đây là thực tế là bên trong là số bao đấy. Bên trong. Hiện tại bây giờ là tất cả các số bao là thấy là đang là tập kết các cái chủ số bao, người ta đã tập kết vật liệu tại đây rất là nhiều rồi. Và cùng là mở cái mặt hàng kinh doanh, tại vì là khu vực này thì là cư dân đã về ở rồi từ tháng 9 năm ngoái, đã nhận bàn giao. Bây giờ là gần như là cư dân ở đây là cũng gần full rồi. Cái lượng mật độ cư dân ở đông, chính tỏ các shop ở đâu đây kinh doanh sẽ khá là tốt. Nhờ cái lợi thế là cái cư dân hiện hữu tại đây. Đâu đó thì là về theo cái quy hoạch về dân cư dân số đây nó rơi đâu đó tầm khoảng 4.000 cư dân hiện hữu, chưa kể những khu vực xung quanh, và sắp tới nó sẽ có thêm những cái trung tâm thương mại và khách sạn Park Hyatt nữa, thì là thu hút những cái lượng khách hàng về tài chính và tiềm năng rất là cao. Những khách hàng sang trọng đó, mình nói hôm nay là sang trọng đó. Đây là một cái cửa hàng Pha Hivi Max cũng đang ở đây, đi vào hoạt động rồi các bạn. Thì cái shop house của Eco Green thì giá tính theo đơn giá mét vuông thì nó vào từ khoảng 130 triệu trên mét vuông đến 150 triệu trên mét vuông. Cụ là những căn phía mặt tiền đường Nguyễn Linh đây. Đây tôi đang đi đây. Đây là lốc B. Phía mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh thì là giá nó là tầm 150 triệu mét vuông. Thì đâu đó thì là nó vào khoảng 30 tỷ. 30 tỷ của căn shop. Đây là tôi đang đi giữa hai khu là khu HR2. Đây HR2, đây là HR C và lốc C, HR2.
B đây, của hãng là một. Đây, phía trước là trục đường mặt tiền Nguyễn Văn Linh, tôi đang đi ra cái phía mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh nha, dãy xốp. Đây, khu đường xá rất thuận tiện, sau này nó là cái khu thương mại mua sắm thật là sầm uất. Các thương hiệu nổi tiếng phía dưới về thời trang, về thương mại thì, mà không có ở đây thì hơi bị phí. Đây là một căn số hào đây. Nhân tiện cũng nhắc lại với các bạn luôn là chúng tôi cũng đang hợp tác và phân phối chính thức cái dự án này, để các bạn có thể là liên hệ đến số điện thoại 0909 910884 để được tư vấn tìm hiểu về mua căn sốt hoặc là căn hộ tại đây. Tôi đang đứng bây giờ là trên trên phía mặt tiền số hầu cái dãy mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh đây. Cái điểm khá là có lợi thế của cái shop house, nếu mà chủ nhân mà muốn đầu tư kinh doanh ở đây ấy, thì là cái khu vực này ấy, thì nó sẽ phía trước này nó sẽ có chỗ đỗ xe này, đây các bạn có thể nhìn thấy đây, trước này có thể là có chỗ đỗ xe, cho nên là khi mà khách hàng đến ấy, thì là có thể đỗ xe ngay phía trước này và vào những căn shop về ăn uống hay là mua sắm, nó khá là thuận tiện, không như một số cái shop house khác ấy, trong các khu dân cư quy hoạch thì thường thường là không có chỗ đỗ xe, khách mà muốn đỗ xe thì phải đánh xuống hầm xong rồi đi lên thì là rất là bất tiện, nên là cái này cũng là một cái ưu điểm để mà kinh doanh là rất là tốt. Đây là một cái căn số hầu đây, cũng đang đây đấy, chiều cao đây các bạn xem chiều cao không, rất là cao. Chúng ta có thể là thiết kế thêm một cái tầng lửng nữa, tầng lửng ở trên đấy cho các bạn xem đấy, cái tầng lửng ở trên này đây, chiều cao cao đấy, gia tăng diện tích sàn sử dụng. Cùng về pháp lý sở hữu của cái shop house dự án này ấy, thì cũng thêm một cái tôi muốn nhấn thêm một cái điểm nhấn nữa là một tại tòa HR3 ấy, thì là các căn shop house ở đây là sẽ được sở hữu về lâu dài đấy, còn những cái tòa còn lại thì sẽ là sở hữu tính theo thời gian 50 năm, thì hiện tại bây giờ thì nó rơi vào đâu đó còn khoảng 35-36 năm, tại vì là do cái dự án này là trước đây là được quyết định bàn giao đất cũng khá lâu, như từ 2008 luôn, tính đến nay là đến khoảng 5-58 thì là hết thời hạn ở những cái block HR1, HR2 và HR3 thì là sở hữu lâu dài. Thông thường rất là khó tìm kiếm được những cái shop house, khu căn hộ mà có sở hữu lâu dài lắm các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể thấy này, ví dụ như khách này có thể là đỗ đi xe này, đi từ ngoài từ Nguyễn Văn Linh hoặc là từ cái đảo vòng xoay kia vào trong này, đánh xe đỗ xe tại đây, rồi đánh xe đỗ xe lại đây, bước vào trong cái shop house này cái rồi ăn uống kinh doanh, có phải thuận tiện không? Đây là khi mà một là nhà kinh doanh mà người ta muốn thuê một mảng bằng đầu tư, thứ nhất là cái vị trí thuận tiện đi lại, cái thứ hai là thuận tiện về cái vị trí đỗ xe. Đây là những ưu điểm mà có thể là lợi thế kinh doanh rất là tốt tại đây. Chưa kể là cái lượng khách hàng hiện hữu tại khu căn hộ Eco Green tại đây nữa, là những cái khách hàng là thường xuyên luôn, và những khách hàng xung quanh. Đấy, đây là dãy mặt tiền khu shop house này. Đấy. Hiện tại là mé bên này thì là một số căn chưa có chủ sở hữu, cho nên là người ta cũng chưa vào, người ta thiết kế để chuẩn bị người ta mở những cái mặt hàng kinh doanh. Những show house này hiện tại đang là thuộc sở hữu chủ đầu tư, và chủ đầu tư người ta đang triển khai mở bán cái giai đoạn mới là khoảng 20 khoảng 30 căn đặt đầu là sẽ có khoảng 30 căn tại các tòa HR1, HR2, HR3 và M2. Để nếu khách hàng mua tại HR1, HR2 thì là mình có thể là nhận bàn giao và kinh doanh được luôn. Thì chương trình tôi nói qua về cái chương trình bán hàng của chủ đầu tư, để mình có thêm cái thông tin như thế này, thì hiện tại là chủ đầu tư người ta đang đưa ra cái chương trình là thanh toán 25% nhận shop để kinh doanh được luôn, ngân hàng hỗ trợ phần còn lại, hoặc có thể là thanh toán theo tiến độ. Cho nên là ví dụ như là khách hàng mà có thể thanh toán 25%
đầu tư vào đây mình thanh toán 25% rồi cho thuê hoặc có thể tự kinh doanh rất là tốt. Thì với 25% thì đâu đó nó rơi vào tầm khoảng 9 tỷ và khách hàng nhận shop là kinh doanh được luôn rồi. Đấy. Rất là tốt các bạn. Thì thông thường là những cái show house mà đã hoàn thiện căn hộ rồi mà thanh toán luôn một lần thì là nó hơi nặng, đúng không? Cho nên là với cái chính sách bán hàng này dành cho khách hàng thì tôi thấy là khá là tốt đấy. Thì không biết là chính sách này nó còn duy trì được lâu hay không, nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì đây là đang là chính sách là rất là tốt của chủ đầu tư để cho khách mua show house kinh doanh. Tôi quay lại vòng này. Này hôm trước là tôi cũng có một video clip để review về cái khu dân cư này rồi, những cái khu ví dụ như là vui chơi và những cái sinh hoạt thì các bạn cũng, nếu mà đã xem qua các bạn cũng thấy được là cái lượng cư dân ở đây là rất là đông và lúc hàng chiều đó, thì là đây xuống đây chơi này, vui chơi ở khu công viên này. Đấy. Đi dạo bộ dọc đây này. Và cung cấp cho các bạn một số thông tin nữa là sắp tới chủ đầu tư người ta sẽ là làm một khu BBQ phía bên kia, phía đối diện bên kia gần chỗ nhà điều hành ấy, hiện tại bây giờ đấy sẽ là một khu BBQ và khách sạn Park Hyatt 69 tầng thì sẽ triển khai trong năm nay, tại vì là theo về cái lộ trình tiến độ của chủ đầu tư đã ký hợp tác với Park Hyatt thì là năm 2023 khách sạn Park Hyatt sẽ đi vào hoạt động chính thức. Còn trung tâm thương mại Shopping Mall quy mô trên 1 hecta thì là cũng sẽ là triển khai thi công cùng với lại tòa Park Hyatt nữa. Đấy, nó nằm ở góc bên này. Rồi. Đấy, đang đi qua đây. Đấy. Phía này là một số căn shop này là hiện tại là đang còn chào bán này các bạn ạ. Đấy, đây là trông rất là sạch sẽ. Cái căn shop này tôi thấy là vị trí thứ nhất là vị trí góc này rất là đẹp đi vào đường. Đây, cái này vị trí góc này, hai mặt tiền đường này, gần cái sảnh đường đây, đường vào vào sảnh sân ở đây luôn. Vị trí này tôi ưng căn này lắm. Diện tích nó cũng khá lớn. Rồi. Nên là khách hàng nào đầu tư hoặc là muốn tìm mửa mua là tôi chào căn này luôn, đẹp lắm. Hai góc và đường vào sảnh luôn, sảnh chính của khu căn hộ sân bay luôn. Thì căn này thì cũng là đẹp nhưng mà tôi chỉ đánh giá là đẹp thứ nhì sau căn kia thôi, đấy là theo cái đánh giá và cảm nhận của tôi thôi các bạn ạ. Tùy mục đích kinh doanh của cư dân hay như nào đấy sẽ lựa chọn được cái căn phù hợp. Rồi cơ bản thì là như vậy. Thì các bạn có những cái thắc mắc hoặc là cần những cái thông tin chi tiết về khu shop house ở dự án Ecorin Sài Gòn hoặc là thông tin về khu căn hộ thì các bạn cứ có thể là nhắn tin để lại hoặc là email hoặc là có thể là liên hệ qua số điện thoại là 0909 910 884. Thì số điện thoại này thì chúng tôi có sử dụng cả Zalo và Viber thì các bạn có thể là nhắn tin để là nhiều khi là bận quá điện thoại nghe không được thì là tốt nhất là các bạn nên nhắn tin và để lại cái thông tin rõ ràng đi thì chúng tôi sẽ có nhân viên chuyên trách để và liên hệ và tư vấn cho các bạn một cách tốt nhất. Vâng rồi, thì hôm nay tôi tạm dừng ở đây để cảm ơn các bạn đã theo dõi video và có thể là bấm xúc để cập nhật những thông tin là mới nhất mà trang thông tin bất động sản và chuyên trang alocanho.sg.com của chúng tôi sẽ cung cấp. Cảm ơn các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn. Rồi, nhớ liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin và được tư vấn chi tiết.